Hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác một hai cây máy cưa xích Estin MS180C. Hai con này thì đều là hàng bãi nhập nguyên cây về các bác nhé. Mấy con này thì nó không có bán mới ở thị Việt Nam mình đâu nha. Bởi vì những dòng này nó là hàng cao cấp rồi. Con này thì đều có giật trợ lực hết các bác nhé. Phanh xích đầy đủ hết, và hai con này thì đều là hàng đẹp chín nút cho bác hết nhé. Hai con này thì đều là máy em đi lựa rất là kỹ, toàn máy đẹp hết, nên là các bác yên tâm về chất lượng luôn. Hai con này thì tất cả đều chín nút hết, anh em nào ưng ý cây nào thì đều có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng. Thì em sẽ quay chi tiết cho em xem từng con một nhá. Đây, con này thì được sản xuất năm 2018 này, giật trợ lực này, tay phanh xích còn tốt này, đó, mặt tiền đẹp nhá. Con này có cái ốp tăng xích nhanh luôn, tăng xích nhanh em mở ra là gạt nút đen đen này ra vào là nó sẽ tăng xích rồi trùng xích, rất là tiện anh em trên cây, là mình không cần phải xuống cây lấy típ vặn nhá, rất tiện lợi luôn. Trùng xích là mình không cần phải xuống cây, nguyên bộ luôn, zin như bạn nhá, lan xích đẹp như mới này. Anh em nào chốt cái này thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Con này thì nòng của nó là 38 ly, trọng lượng là 5 kg nha bác nhá, trọng lượng 5 kg, và hai con này đều xuất xứ của Đức nha bác nhá, xuất xứ của Đức. Máy rất đẹp luôn, rin từng con ốc nha. Bác nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em để đặt hàng. Thì con này thì đang bán cho anh em với giá là 4 triệu này, hai con đều đồng giá luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Hàng của Đức thì nó sẽ đắt hơn những dòng của Trung Quốc mới rồi nha bác nhé. Ngay cả bên nước ngoài người ta bán cũng đắt hơn so với hàng Trung Quốc mới rồi rất là nhiều, nên là giá của nó thì nó sẽ không không có rẻ lắm đâu nha. Và đặc biệt là những cái máy này đi lựa toàn những máy rin đẹp, còn trắng, làm xích còn nguyên chữ, nên là giá của nó cũng không có rẻ lắm đâu nha. 4 triệu anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Con này thì được sản xuất năm 2018 này. Em xin phép test cho anh em xem con đầu tiên là con 2018 nhé. Rồi sẽ sang con 2017 cho anh em. Quên chưa đổ xăng vào máy nha. Đổ xăng vào test cho anh em luôn. Dòng này thì có giật trợ lực, anh em sử dụng nó sẽ bền trục giật hơn này, ít khi hư này, và giật nó sẽ nhẹ hơn những cái dòng trục giật thường như cái dòng 180 Trung Quốc nha bác nhá. Anh em sử dụng nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Nó này xài động cơ 2 thì xăng pha nhớt hết nha bác nhá. Anh em pha nhớt chuẩn, dư nhớt một chút cho cái máy sử dụng nó hơi khói một chút là được. Bao êm. Rồi sang con tiếp theo sẽ là một con đời 2017 cho anh em này. Con này thì đời 2017 nhá. Đời trước cái đời kia 1 năm. Con này được sản xuất tháng 8 năm 2017, thì con này sản xuất tháng 3 năm 2018 này. Chênh nhau mấy tháng thôi. Con này thì
cũng rất là đẹp, cũng zin hết toàn bộ. Và con này thì ốp lam hai ốc nhá, anh em phải dùng tip mở thì mới tăng được xích. Đó. Lam xích còn rất là đẹp. Anh em nào thích con nào thì chốt nhá. Giá hai con thì đều đồng giá luôn, bởi vì hai con này thì em nhập chung một giá. Đều thông số nòng máy y chang nhau nhá, nòng 38 ly, trọng lượng cũng 5 kg hết. Đó. Rồi xin phép test nổ cho anh em về thích máy nhá. Máy thì như trong video nha bác nhá. Máy nhập trực tiếp bên nước ngoài về. Chốt cây nào thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em trên cái video có để nha các nhá. Hai con này rất là đẹp luôn. Bao zin và bảo hành tất cả máy này đều bảo hành cho anh em 6 tháng nhá. Như là máy hãng mới luôn. Hàng mới cũng được bảo hành 6 tháng, bây giờ cũng bảo hành cho anh em 6 tháng. Rồi anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em ạ.